MC Thanh Bạch tuổi 63 không còn màng danh vọng, tự nhận hết hàng ở trần gian. Lý do khán giả thấy Thanh Bạch ít xuất hiện hơn trước, không còn nặng lòng với hào quang nữa. MC Thanh Bạch sinh năm 1959, được biết đến là một trong những MC đình đám nhất tại Việt Nam. Anh được nhiều khán giả ví von là bậc thầy đầu tiên về dẫn chương trình, ông Hoàng Chiêu Trò tiên phong trong làng giải trí. Suốt hàng chục năm bền bỉ trên sân khấu, trong bất cứ vai trò nào, anh luôn tạo được sức hút đặc biệt với nguồn năng lượng tràn trề, dường như chưa bao giờ vơi cạn. Chỉ có ở Thanh Bạch, khán giả mới nhìn thấy sự dí dỏm hoạt náo mà không phải ai cũng làm được. Trong cuộc đời nghệ thuật của mình, Thanh Bạch từng gặt hái không biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ. Anh từng được VTV bình chọn là gương mặt của năm, là người dẫn chương trình truyền hình nhiều nhất Việt Nam vì đã làm tới 265 chương trình trong một năm. Thế nhưng nhiều năm nay, khán giả thấy Thanh Bạch ít xuất hiện hơn. Thay vào đó, anh dành nhiều thời gian hơn cho công việc giảng dạy tại trường cao đẳng phát thanh truyền hình Bình Dương, rồi tăng cường ở trường sân khấu điện ảnh, nhà văn hóa thanh niên. Nói về việc gắn bó với công việc giảng dạy của mình, Thanh Bạch cho biết trước kia anh đi Nga là để về làm thầy, nhưng số phận đưa đẩy thành một MC Thanh Bạch như ngày hôm nay. Vì thế, việc anh trở thành thầy giáo cũng không lấy gì làm lạ. Với lại, khi đã bước qua hết vinh quang của nghề, Thanh Bạch cảm thấy không còn quá thiết tha với nó nữa. Anh tâm sự, khi hiểu đủ sâu sắc về cuộc đời, tôi nhận ra các danh vọng, các giải thưởng đó cũng chỉ là ảo thôi. Đã ảo thì dù bây giờ có vinh quang hay thôi vinh quang, tôi cũng không bị nặng lòng nữa. Tôi đến nơi nào người ta trọng vọng cũng được mà không trọng vọng cũng được. Còn công việc MC, Thanh Bạch vẫn duy trì mỗi tháng giữ một chương trình và nhận lời làm giám khảo khách mời cho một số chương trình truyền hình khác. Việc giảm tải áp lực công việc giúp Thanh Bạch có một cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Anh kể một ngày anh có thể dậy từ 5 giờ sáng để đi bơi. Thế nhưng trên đường đi bắt gặp một cây mít ra trái hay một cây hoa đẹp là có thể thơ thẩn đứng ngắm cho chán, rồi về nhà lấy màu ra vẽ, rồi anh sáng tác nhạc và hát một mình. Cuộc sống tràn đầy cảm xúc khiến Thanh Bạch cảm thấy say sưa hạnh phúc. Tôi thấy đời vui quá, Thanh Bạch thốt lên. Tuổi già vui vầy bên các cháu. Đặc biệt sự ra đời của hai cháu nội An Nhiên và Mộc Nhiên đã làm cuộc sống của Thanh Bạch thêm tươi mới, tràn đầy năng lượng ở độ tuổi lục tuần. Với anh, bây giờ ưu tiên thời gian gia đình là số 1. Mỗi ngày đi làm về chỉ cần gặp cháu, vui chơi cùng cháu là trong tôi như trẻ lại. Lúc nào tôi cũng hạ mình xuống để chơi với nó. Mỗi lần ba ông cháu mà rượt nhau trong nhà là xem như náo động cả khu vực, vậy mà không ai biết mệt. Dường như đây là năng lượng vô hình giúp tôi vào công việc một cách tràn trề sức sống. Có lúc tôi như quên hết mọi việc xung quanh. Tôi thầm mang ơn bề trên đã tạo cho tôi hai thiên thần đáng yêu này. Nó là nguồn sống, là hạnh phúc của tôi. Lạ kỳ hơn, cứ mỗi lần buồn hay cần điều gì may mắn, chỉ cần tôi dẫn cháu nội đi theo, tự nhiên con người mình vui vẻ hoạt bát, mọi việc đều trở nên hanh thông, suôn sẻ, mọi điều may mắn cứ như ập đến vậy, Thanh Bạch kể. Anh cũng dành rất nhiều thời gian để đọc sách. Thanh Bạch bảo, anh có thể đọc sách bất cứ lúc nào, như khi di chuyển trên xe, lúc giải lao giữa giờ làm việc. Sách mở ra cho anh nhiều chân trời mới và giữ cho anh luôn có đầy đủ cảm xúc để làm việc. Ở tuổi 63, Thanh Bạch học được cách hóa hư không mọi thứ, kể cả sự mất mát của thể xác, anh tâm sự. Tôi hay quan sát hoa dầu bay, trong hàng trăm hoa rơi xuống, vì sao cái rơi xuống đường, cái lại rơi vào đất cỏ, vì chúng có quá trình bay. Từ chủ nghĩa khắc kỷ mà nói, tôi cũng như cái hoa dầu, vậy nên tôi sẽ chuẩn bị cho quá trình rơi của mình để đắp đất thật đã đời. Ở một ý nghĩa nào đó, ông Thanh Bạch cũ đã ra đi rồi. Người đang trò chuyện với bạn hôm nay là tinh hoa còn lại, vì con người tôi đã hết hạn ở trần gian này.